ngờ nghệch, thông minh, thất bại, thành công. Bạn nghĩ sao khi cuộc sống bỗng nhiên hoàn toàn đảo lộn? Vui vẻ, hài hước nhưng mang nhiều thông điệp thú vị về cuộc sống. Một ngày của Diva phát sóng 19 giờ từ thứ Năm đến thứ Bảy trên kênh VTV6.